Sáng 11 tháng 7, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh phát thông báo truy tìm 4 người nước ngoài trốn khỏi khu cách ly y tế phòng ngừa dịch COVID-19. Qua trích xuất dữ liệu camera, 4 người gồm Inya Wang, sinh năm 1997, Wang Xinkai, sinh năm 1995, không có giấy tờ, Dai Su Wang, sinh năm 1987, Wang Wuxuan, sinh năm 1994. Những người này lén lút leo tường rào vào lúc 0 giờ 54 đến 0 giờ 59 phút ngày 11 tháng 7 tại khu cách ly trường trung cấp kỹ thuật kinh tế Tây Ninh, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Một trong 4 người có bạn gái là người Việt Nam ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô gái này thuê xe cho 4 người kể trên bỏ trốn. 4 người nước ngoài này qua Việt Nam từ ngày 5 tháng 7 qua cửa khẩu Móng Cái đi xe khách đến huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Đến khu vực ấp Phước Hội A, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu thì bị người dân phát hiện, báo cơ quan chức năng đưa vào khu cách ly tập trung tại trường trung cấp kỹ thuật kinh tế Tây Ninh. Hành vi bỏ trốn khỏi khu cách ly y tế của 4 người nước ngoài trên và sự tiếp tay của cô gái Việt Nam là hành vi đáng lên án, gây gia tăng nguy cơ lan truyền dịch bệnh từ bên ngoài vào Việt Nam, đi ngược với những nỗ lực và cố gắng duy trì, bảo vệ môi trường an toàn của các lực lượng và nhân dân cả nước nhiều tháng qua. Hành vi này cần được xử lý nghiêm. Theo Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, tính đến 15 giờ ngày 10 tháng 7, toàn tỉnh còn cách ly tại cơ sở y tế 64 người, cách ly tập trung 328 người, trong đó cách ly tại khu cách ly của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh K71 174 người, cách ly tại ký túc xá trường trung cấp kỹ thuật kinh tế Tây Ninh 78 người, cách ly tại khu siêu thị miễn thuế Thế Kỷ Vàng 63 người, khách sạn Anh Thư 13 người. Đa số các trường hợp cách ly là người Việt Nam nhập cảnh về qua hai cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Sa Mát.